Có một câu hỏi được rất là nhiều bạn nữ đang bị rối loạn kinh nguyệt đặt ra, đó là nên hay không nên sử dụng thuốc tránh thai để điều hòa kinh nguyệt. Trong video này, mình sẽ đưa ra quan điểm cá nhân của bản thân mình về việc sử dụng thuốc tránh thai để điều hòa kinh nguyệt. Mình xin nhắc lại đó là mình không phải là chuyên gia hay là bác sĩ về vấn đề này. Mình chỉ dựa vào những nghiên cứu của bản thân để đưa ra quan điểm cá nhân. Các bạn có thể xem quan điểm của mình là một sự tham khảo để áp dụng cho bản thân mình nha. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn tới với channel Chuyện Bên Nôi của tụi mình. Trong video này, mình sẽ cố gắng trả lời câu hỏi nên hay không nên sử dụng thuốc tránh thai để điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Để trả lời cho câu hỏi này, đầu tiên hết mình sẽ đi qua một cách ngắn gọn nhất các hoạt động trong cơ thể của chúng ta trong suốt một chu kỳ kinh nguyệt. Mình sẽ chia một cách vắn tắt nhất chu kỳ kinh nguyệt ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đó là từ ngày đầu tiên cho tới ngày chúng ta rụng trứng, và giai đoạn 2 sẽ là từ ngày trứng rụng cho tới ngày cuối cùng của chu kỳ kinh, tức nghĩa là ngày hôm sau chúng ta sẽ ra kinh nguyệt đó. Ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt là ngày mà chúng ta thấy máu kinh của chúng ta được tống ra ngoài. Các bạn đừng lầm tưởng cái ngày mà cơ thể của chúng ta tống ra được những cục máu đông, những cục máu màu nâu là ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt, bởi vì những cục máu đông đó chính là những cái kinh nguyệt cũ còn sót lại từ chu kỳ trước mà tới tận chu kỳ này cơ thể của chúng ta mới tống ra ngoài được. Nên ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt các bạn phải xác định rõ đó là cái ngày mà máu kinh nguyệt chảy ra ngoài một cách nhiều và như một dòng chảy vậy đó. Trong cái giai đoạn 1 này, estrogen là hormone chiếm ưu thế, có nghĩa là lượng estrogen trong người của chúng ta sẽ tăng dần lên trong suốt cái giai đoạn này cho tới khi đủ để kích thích hormone LH được tăng lên đạt đỉnh, khiến cho nang trứng phát triển, trứng trưởng thành và phóng noãn. Trong giai đoạn 2 là từ cái ngày chúng ta rụng trứng cho tới ngày cuối cùng của chu kỳ kinh nguyệt, thì ở giai đoạn này, ngay sau khi trứng của chúng ta rụng và được phóng vào ống dẫn trứng, thì cái nang trứng bao bọc xung quanh trứng đó còn đã bị vỡ ra, còn sót lại nằm trên bề mặt của buồng trứng. Chính những cái nang trứng bị vỡ này còn gọi là hoàng thể, sẽ tiết ra progesterone. Hormone progesterone này sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta duy trì được lớp niêm mạc trên tử cung, đón chờ trứng sau khi được thụ thai xuống để bám vào làm tổ. Do đó, trong giai đoạn 2 này, progesterone chính là hormone chính chiếm ưu thế. Mình nói một cách ngắn gọn nhất, estrogen và progesterone là hai hormone chị em. Hai hormone này luôn luôn đi cùng nhau, luôn luôn tồn tại cùng nhau. Chúng giống như là chất kích hoạt của chất kia vậy đó. Estrogen tăng lên đạt đủ một lượng nhất định thì sẽ khiến cho progesterone bắt đầu tiết ra, và progesterone tiết ra tăng lên tới một điểm nhất định thì nó sẽ bắt đầu giảm xuống và kích thích cho estrogen tăng lên. Phần thứ hai, mình sẽ nói về cơ chế hoạt động của các loại thuốc tránh thai. Đa phần khi mà các bạn đi khám bác sĩ và yêu cầu được kê thuốc để điều hòa kinh nguyệt thì bác sĩ sẽ kê thuốc cho bạn uống thuốc tránh thai hàng ngày. Thuốc tránh thai hàng ngày thì sẽ có hai loại. Một đó là loại phối hợp, loại này sẽ có cả hormone estrogen và hormone progesterone. Còn loại thứ hai nữa đó là loại chỉ có hormone progesterone không thôi. Các loại thuốc tránh thai mà chỉ có hormone progesterone không thôi thì thường sẽ được kê cho các bạn nữ mà đang cho con bú. Nhưng trong video này thì mình chỉ muốn nói đến việc là điều hòa kinh nguyệt cho các bạn nữ mà đang mong con, đang muốn có con. Nên là việc sử dụng thuốc tránh thai chỉ chứa progesterone mình sẽ không nói nhiều. Trong thuốc tránh thai hàng ngày phối hợp có hai loại estrogen và progesterone, thì chính những cái hormone này được đưa vào trong cơ thể của chúng ta để giống như là đánh lừa cơ thể của chúng ta, khiến cho cơ thể chúng ta tưởng rằng đây là các loại hormone mà cơ thể chúng ta tiết ra, thì nó sẽ làm cho kinh nguyệt của chúng ta được điều hòa hơn. Khi mà các bạn sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày này thì các bạn sẽ được hướng dẫn rất kỹ cái cách dùng như thế nào. Mỗi ngày các bạn đều phải sử dụng một viên và sử dụng đúng ngày, đúng thứ tự trong vị thuốc đó, chứ các bạn không được sử dụng lung tung. Và nếu như mà các bạn bỏ lỡ 3 viên, các bạn quên không uống 3 viên thì coi như các bạn sẽ quăng bỏ hoàn toàn vị thuốc đó luôn, chứ bạn không được sử dụng tiếp, nó không có tác dụng. Đó là vì cơ chế hoạt động của nó là những ngày đầu tiên thì các bạn sẽ uống bổ sung estrogen, và những ngày tiếp theo thì các bạn sẽ bổ sung uống progesterone ở một lượng nhất định để giúp cho cơ thể của chúng ta hiểu được giống như là một chu kỳ kinh nguyệt bình thường, và cơ thể của chúng ta sẽ cho ra kinh nguyệt.
Nhưng kinh nguyệt này chỉ là kinh nguyệt giả, hoàn toàn không giống như kinh nguyệt bình thường của chúng ta. Theo như mình nghiên cứu thì cơ chế hoạt động của thuốc tránh thai hàng ngày sẽ như sau. Đầu tiên là thuốc tránh thai hàng ngày sẽ tác động lên trục dưới đồi tuyến yên. Nó sẽ ức chế sự tiết ra của hormone FSH và hormone LH. Do đó là nó sẽ ức chế sự phóng noãng. Cơ chế thứ hai đó là nó sẽ thay đổi cấu trúc nội mạc tử cung của chúng ta, khiến cho cái nội mạc tử cung của chúng ta bị mỏng. Và khi mà trứng cho dù có kết hợp được với tinh trùng, khi mà xuống tới tử cung cũng không thể nào bám vào đủ để hình thành thai nhi. Cơ chế thứ ba đó là nó sẽ làm cho chất nhầy của tử cung trở nên ít hơn và nhờn dính nhiều hơn. Do đó là khi mà tinh trùng của chúng ta đi vào qua lớp chất nhầy này, nó sẽ giữ lại hết tất cả các tinh trùng, không cho tinh trùng đi qua, dẫn đến việc tinh trùng gặp trứng cũng rất khó khăn. Theo như cái cơ chế hoạt động này, thứ nhất đó là chúng ta hoàn toàn không hề phóng noãn, không hề phóng trứng ra ngoài. Do đó kinh nguyệt của chúng ta cũng không thể nào là kinh nguyệt đúng như bình thường được. Cái thứ hai nữa đó là nó làm cho nội mạc tử cung của chúng ta bị mỏng đi, bị teo bớt đi. Thì tất nhiên khi mà nó thoát ra ngoài, lượng của nó cũng sẽ ít hơn rất là nhiều so với lượng máu kinh bình thường. Vậy thì khi mà uống thuốc tránh thai thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới cái sự chuyển hóa chung trong cơ thể của chúng ta? Đầu tiên đó là khi mà chúng ta uống bổ sung quá nhiều progesterone ở trong thuốc tránh thai thì nó sẽ làm ức chế sự hoạt động của insulin, làm cho cơ thể của chúng ta dần dần rơi vào trạng thái kháng insulin. Thì khi đó cơ thể khó có thể hấp thu hết lượng carbohydrate mà chúng ta ăn vào trong cơ thể, dần dần sẽ bị mất cân bằng hormone. Đó cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến PCOS mà mình đã từng nói rất là nhiều trong các video trước. Estrogen quá nhiều sẽ kích thích bài tiết nhiều loại protein ở gan. Thì như chúng ta đều biết đó là gan là cái bộ phận trong cơ thể giúp chúng ta thanh lọc cơ thể, giải độc cơ thể. Nếu như estrogen quá nhiều khiến cho nhiều loại protein tích tụ trong gan của chúng ta thì dần dần gan của chúng ta sẽ trở nên mệt và khó có thể làm tốt chức năng chính của bản thân nó. Khi mà chúng ta uống các loại thuốc tránh thai hàng ngày nhiều quá thì cũng có thể làm cho vitamin B6, B12, acid folic, canxi, mangan và kẽm giảm, trong khi vitamin E và vitamin K sẽ tăng lên rất là nhiều. Đó là một số cái sự mất cân bằng trong cơ thể khi mà chúng ta sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày quá nhiều. Cái tác hại khác nữa mà mình tìm hiểu được đó là khi mà chúng ta sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày để điều hòa kinh nguyệt quá lâu trong một thời gian dài thì cơ thể của chúng ta giống như là được mớm mồi, được chúng ta cho ăn hàng ngày, hàng tháng vậy đó, thì nó sẽ dần dần quên mất cái nhiệm vụ chính trong cơ thể, quên mất làm thế nào để nó tự bản thân nó tạo ra cái hormone đó để điều hành cơ thể. Dần dần á, thì việc cơ thể của chúng ta phụ thuộc vào các loại thuốc tránh thai hàng ngày này để có thể ra kinh nguyệt được sẽ rất là cao, và nó hoàn toàn không có khả năng để tự điều tiết. Dẫn đến là khi mà các bạn đang bị mất cân bằng hormone, các bạn dùng thuốc tránh thai để điều hòa kinh nguyệt, là càng ngày cái sự mất cân bằng hormone đó của các bạn sẽ càng nặng hơn. Và khi mà các bạn ngưng dùng thuốc thì các bạn sẽ không thể nào tự mình điều tiết được hormone trong cơ thể. Sau tất cả các nghiên cứu mà mình đã đọc được thì mình rút ra kết luận cho bản thân của mình, đó là mình sẽ không sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày để điều hòa kinh nguyệt. Vậy thì khi đó các bạn sẽ hỏi ngược lại mình, đó là tại sao khi mà các bạn tới các cơ sở y tế, tới bệnh viện, bác sĩ vẫn kê thuốc tránh thai hàng ngày cho các bạn để điều hòa kinh nguyệt? Phải có lý do chứ, đúng không? Đầu tiên hết, nếu như mà các bạn chỉ mới tới bệnh viện và nói với bác sĩ các bạn mất kinh nguyệt khoảng 1 đến 2 tháng mà bác sĩ kê ngay cho các bạn thuốc tránh thai hàng ngày để điều hòa kinh nguyệt thì các bạn sẽ phải xem lại xem bác sĩ này có thực sự đáng tin hay không nha. Còn việc bác sĩ kê thuốc tránh thai hàng ngày cho các bạn để điều hòa kinh nguyệt sẽ có các lý do như sau. Lý do thứ nhất đó là khi mà các bạn mong con và các bạn muốn áp dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản ngay lập tức, ngay chu kỳ này, thì các bác sĩ sẽ kê thuốc cho các bạn để ra kinh nguyệt một cách nhanh nhất. Và như thế thì các bạn sẽ có khoảng thời gian để chuẩn bị để làm các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Cái nguyên nhân thứ hai nữa, đối với các bạn nữ bị PCOS hoặc là các cái rối loạn kinh nguyệt
làm cho các bạn bị mất kinh nguyệt quá lâu, thì khi đó cơ thể của chúng ta vẫn đang cố gắng xây lên một cái lớp niêm mạc tử cung thật là dày, đồng thời là có rất là nhiều nang trứng đang cố gắng phát triển để cho trứng của chúng ta đủ trưởng thành và có thể phóng ra ngoài. Nếu như mà các nang trứng này phát triển quá nhiều trong một thời gian quá lâu thì có khả năng là các nang trứng này sẽ bị biến thành các khối u bên trong buồng trứng của chúng ta. Nên là để hạn chế cái sự cái khoảng thời gian mà nang trứng tồn tại bên trong buồng trứng quá lâu á, thì các bác sĩ sẽ kê thuốc cho các bạn để giúp các bạn điều hòa kinh nguyệt trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi mà các bạn đã có được kinh nguyệt rồi thì các bác sĩ sẽ ngưng, không cho các bạn sử dụng thuốc nữa, mà khuyên là các bạn nên thay đổi cái lối sống của các bạn, sử dụng một số các loại thuốc từ tự nhiên, các loại lá vậy đó, để điều hòa một kinh nguyệt một cách tự nhiên nhất có thể. Cho dù là các bạn có sử dụng các loại thuốc tránh thai hoặc là các loại thuốc nội tiết giúp cho kinh nguyệt được tống ra ngoài, thì các bạn vẫn phải cố gắng thay đổi lối sống lành mạnh, ăn uống những thức ăn tốt cho sức khỏe, thức ăn tươi sống, không phải là các thức ăn đóng hộp, đồng thời với chế độ ngủ nghỉ hợp lý và vận động một cách nhẹ nhàng để giúp cho kinh nguyệt của chúng ta được khỏe mạnh một cách tự nhiên nhất. Tự bản thân của chúng ta phải hồi phục để giúp cho bản thân của chúng ta rụng trứng và có một chu kỳ kinh nguyệt khỏe mạnh. Video ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là các bạn thấy video của mình hay và hữu ích. Nhớ like và share video cho mình. Đừng quên là bấm vào nút subscribe ở bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.